Thưa quý vị, hai biểu tượng kiến trúc này ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang thu hút nhiều ý kiến trong dư luận tỉnh này những ngày qua. Các khối biểu tượng này có tổng trị giá là 3 tỷ đồng, nằm tại hai đầu đường Võ Nguyên Giáp, nối huyện Diên Khánh với thành phố Nha Trang. Hai biểu tượng mà nhiều người dân thắc mắc nằm trong dự án trồng cây xanh giải phân cách đường Võ Nguyên Giáp với mục đích phục vụ phát triển dân sinh và du lịch, tạo mảng xanh để nâng cao chất lượng không khí, giải quyết việc giữ ổn định nền đất dự trữ bằng phương pháp phủ xanh bề mặt tự nhiên, tạo điểm nhấn và kết hợp quảng cáo dọc tuyến đường. Trong đó, hai điểm đầu và cuối tuyến bố trí điểm nhấn với các biểu tượng đặc trưng của vùng đất Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư toàn bộ dự án là 85 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh Khánh Hòa. Giải đáp những thắc mắc của người dân về hai biểu tượng kiến trúc trên tuyến đường này, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa là chủ đầu tư dự án, ông Quách Thanh Sơn cho biết, kiến trúc biểu tượng đầu tuyến nằm tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, lấy ý tưởng từ chữ cái đầu V kép trong cụm Welcome to Nha Trang, chào mừng đến với Nha Trang, có ý nghĩa như một lời chào đón với tất cả mọi người khi tới thành phố Nha Trang. Biểu tượng được sử dụng tông màu chủ đạo là trắng và xanh dương, là màu của bầu trời và biển. Vật liệu chính là cốt thép mạ kẽm, đế được làm bằng đá granite nguyên khối màu trắng đen. Trong khi đó, biểu tượng ở phần cuối tuyến nằm gần cầu quán trường thành phố Nha Trang được lấy ý tưởng từ những cành cây vươn lên gợi nhắc hình ảnh người dân Nha Trang vươn lên phát triển không ngừng sau chiến tranh, kết hợp thành một ngôi sao năm cánh, biểu tượng ngôi sao chiến thắng là hình tượng có nhiều ý nghĩa và gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Theo thông tin từ ông Quách Thanh Sơn, hai biểu tượng kiến trúc này do công ty cổ phần tư vấn T27 tại Nha Trang thiết kế đã được các cơ quan liên quan cùng Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa thẩm định. Ngoài ra, thông báo kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vào năm 2021 về dự án cũng thống nhất chọn phương án do đơn vị tư vấn đề xuất là ở đầu tuyến đường với ý tưởng Thành phố Nha Trang kính chào quý khách, tiếng Anh là Welcome to Nha Trang, và nghiên cứu phần dưới chân biểu tượng có bố trí tiểu cảnh đẹp. Điểm cuối tuyến là ngôi sao chiến thắng và Thành phố Nha Trang hẹn gặp lại, tiếng Anh là See you again, đồng thời bố trí hệ thống chiếu sáng, trang trí phù hợp. Ông Quách Thanh Sơn thông tin, bây giờ công trình chưa hoàn thiện nên nhìn vào mỗi người một ý. Có người nói xấu chỗ nọ, xấu chỗ kia, thậm chí có nhiều bình luận phản cảm thì mình cũng rất thông cảm, nhưng họ không hình dung được tương lai sẽ đẹp như thế nào. Giai đoạn trước mắt thì người dân đi qua chỉ nhìn thấy một góc độ nào đó thôi. Với một phần công trình dựng lên thì chưa thể nào đẹp hết được. Khi nào xong sẽ có nhiều điểm trang trí và hàng chữ, cây nhỏ tạo cảnh quan thì khi đó mới thấy hết được. Ông Quách Thanh Sơn cũng thông tin dự án dự kiến đến tháng 5 năm 2023 sẽ hoàn thành. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đơn vị sẽ cố gắng hoàn thành cơ bản vào trước Tết Nguyên đán 2023 để đảm bảo mỹ quan đô thị. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên cập nhật tại thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.